Xin chào mọi người, lại Liễu Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Tập hôm nay là tập 300. Mình lại tiếp tục kể cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh ngắn do những bạn từng trải qua và chứng kiến gửi về cho mình. Nếu các bạn thích tập chuyện này, hãy cho mình một nút like và nhớ là bấm đăng ký kênh để đón xem những tập tiếp theo nha. Thì các bạn có thể gửi chuyện tâm linh cho mình tại hai địa chỉ như sau: qua Gmail hoặc là fanpage Facebook. Giờ thì chúng ta chính thức vào chuyện nha. Dạo này là chuyển mùa đó nên mọi người cân nhắc sức khỏe, rất là dễ bị bệnh. Mình là bữa giờ thay đổi giọng 3-4 lần mà may là sáng sớm uống nước ấm á, vẫn giữ được giọng kể chuyện cho mọi người. Nhớ là xuống đây tìm hiểu coi sản phẩm giữ ấm cũng như là vitamin bổ sung để bảo vệ sức khỏe mình và người thân nha. Bạn nữ này mới chia tay người yêu và bạn gửi câu chuyện này, cái mối nghi ngờ này cho mình ngay trong đêm khuya luôn. Bạn nói rằng á, bạn nghi ngờ người yêu cũ của bạn, ảnh bị người yêu cũ của ảnh á, chơi bùa. Chứ không thể nào mà thay đổi tính nết và có thể bất chấp làm theo những yêu cầu của cái cô người yêu cũ kia bằng mọi giá được. Bạn kể cách đây 4 năm tháng thì cái chàng trai này mình sẽ gọi là Việt ha, người yêu cũ của bạn á, làm quen bạn rất là tích cực, nhắn tin hỏi thăm hàng ngày nè, đưa rước bạn đi làm mặc dù là trời nắng hay trời mưa. Anh chăm chút cho bạn từng ly từng tí luôn. Anh đi đem gáo mưa cho anh rồi cho bạn nữa. Có khi hai đứa nghịch đường nhau. Sáng trưa chiều tối bạn gọi là anh sẽ có mặt. Bạn nói bạn đói hoặc bạn đau ốm đi, là 10 đến 20 phút sau ảnh đã đem đồ đến trước nhà bạn rồi. Thấy cái sự chân thành khi anh theo đuổi bạn như vậy á, thế là bạn chấp nhận khi anh ngỏ lời yêu. Bạn nghĩ bạn đã gặp đúng người rồi. Hồi đó đến giờ chưa có người nào mà yêu chiều và lo và để ý bạn từng ly từng tí như vậy. Thì sau đó hai đứa có công khai lên mạng xã hội là Facebook và Instagram, đăng ảnh, đăng video, đăng story, chụp chung với nhau á, thì khá là tình cảm đó. Nhưng mà sau khi mà hai đứa xét tình trạng hẹn hò trên Facebook được đâu khoảng 1-2 tuần, anh đổi tính mọi người. Cái anh này anh không còn hỏi thăm bạn thường ngày nữa, anh bỏ bê bạn. Rồi đôi lúc nha, anh cả ngày không thèm mà chủ động nhắn tin với bạn luôn. Thì bạn cứ nghĩ là do anh bận công việc đi làm hoặc là gia đình gì đó. Nhưng cho đến khi quen được 1 tháng, hôm đó thì bạn thấy được nha, story người yêu cũ của anh á là úp ảnh của anh lên mọi người, và còn cài đặt chỉ duy nhất cái nick của người yêu bạn xem được thôi. Thì lúc đó bạn xài điện thoại của người yêu bạn mà, bạn vào xem được, còn để một vài dòng gửi nhạc tâm trạng nữa chứ. Cái lúc này á, bạn mới hỏi người yêu bạn nghĩ như thế nào. Thì anh nói là anh cũng không biết cái người đó nghĩ gì nữa. Xong rồi anh vào nhắn tin với người đó đó, kêu cái người đó là gỡ ảnh xuống đi. Rồi mọi người biết cái gì không? Anh có chia sẻ với bạn là anh và cái chị đó quen nhau được 3 năm. Nhưng mà sau đó chị này cắm sừng anh, và thật sự anh rất 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 là thương chị này. Nhưng mà chị này sai trước mà, sau đó là cũng chia tay. Thì không biết là tối hôm đó anh đã nghĩ gì, nha, hoặc là anh bị chơi bùa. Thì theo bạn nói đó là anh đã chia tay với bạn, tại vì anh nói là anh bị áp lực cuộc sống, áp lực công việc và áp lực luôn cả cái mối tình hiện tại đang quen với bạn. Theo mọi người, lý do này có thuyết phục hay không? Rồi bạn này cũng đồng ý, tại vì thật sự lúc đó bạn đã yêu anh này rồi. Nhưng mà sau đó một vài hôm bạn thấy được anh này đi chơi với chị đó, rồi còn ngủ qua đêm phòng chị đó. Rồi có lần chị này than đói giữa khuya nha, thì anh đang ở dưới quê, anh chạy từ quê lên tới phòng trọ chị này, mà chạy nhanh nhất á là tầm 1 tiếng mới đến nơi. Anh đưa đồ ăn cho chị xong, chắc cũng có ngủ qua đêm ở phòng trọ chị, chắc chị này cũng không có cho về đâu. Thì sau khi biết được cái sự việc đó, bạn nói là trong quá trình quen bạn thì anh hay đau đầu lắm, đau đầu rồi đau bụng. Anh xin thuốc đông y á, uống nó mới đỡ thôi, còn tây y thì không có đỡ. Thì bạn có cái mối nghi ngờ cao hơn là anh bị chơi bùa, chứ không thể nào mà bị người ta chà đạp cắm sừng như vậy xong á mà vẫn tha thứ được. Thật sự trước đó anh có chia sẻ với bạn là anh rất 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 là hận chị này nha, và nếu chị này kêu quay lại là anh không quay lại đâu. Nhưng cuối cùng á thì mọi việc lại đi ngược lại hết. Thì bạn nữ này xin lời khuyên của mình, bạn hay nghe chuyện của mình lắm, và xin lời khuyên của mọi người luôn. Mình không yêu nhiều nên mình không có biết cái sự việc này và sợ đưa lời khuyên không có chính xác. Mọi người có thể để lại bình luận phía dưới nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Câu chuyện thứ hai này á, cái bạn này, bạn tên là HA, mình sẽ gọi là bạn nam nha, gọi là Tuân đi. Thì cái bạn Tuân này bạn kể á, không hiểu vì sao nữa, em thường xuyên
mơ và thấy những cái việc liên quan đến Phật pháp và ma quỷ lắm, bắt nguồn từ khi mà bạn này lớp 6 lớp 7. Sự kiện đầu tiên bạn nhớ á là cái đợt đó bạn cứ nhắm mắt ngủ buổi tối là bạn lại nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai niệm á, ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà liên tục luôn bên tai của bạn. Thì bạn mở mắt ra là hết nghe. Nhưng bạn nhắm mắt lại, bạn lại tiếp tục nghe. Chuyện đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài luôn, bạn cũng không chia sẻ nó với gia đình. Bạn để ý là ngủ trưa không bị, chỉ riêng buổi tối thôi. Mà những cái câu người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật á, nó cứ kéo dài ra. Không phải là cảm giác an nhiên, mà thay vào đó là cảm giác nó cứ rợn rợn và khiến tim bạn đập nhanh. Thì sự việc thứ hai tiếp tục xảy ra, làm cho sự việc thứ nhất nó không còn xuất hiện nữa. Đó là một khoảng thời gian tiếp theo bạn cứ thấy hình ảnh ma quỷ thôi. Lúc này á là ngủ buổi tối hay buổi trưa bạn đều thấy. Có khi á là những cái người đó báu máu me bê bết trên người hết. Có khi là mắt chỗ này chỗ kia trên cơ thể. Có khi họ chỉ gượt bạn thôi. Và đó là những cái bóng đen cao to. Nhưng thường nha, bạn thấy là sẽ mờ mờ và không rõ mặt mày hoặc là chi tiết trên cơ thể đâu. Cái lần này á lại khác. Bạn thấy một người phụ nữ độ tuổi 45-50 đứng trước một ngôi nhà ba gian, nhà gỗ á. Trong đó thì đèn tối thui, trời là kiểu 6 giờ mấy 7 giờ, sập tối ui ui á mọi người. Và lúc này người phụ nữ thòng hai cái tay xuống, mặc nguyên cái đầm màu trắng luôn, ngước mặt lên nhìn bạn. Mà mấy ngày liền bạn thấy như vậy. Thì lúc thấy á bạn không có sợ, nhưng sau đó giật mình tỉnh giấc, tay và chân của bạn nó lạnh toát. Sự việc này á cứ lặp đi lặp lại nha. Rồi tiếp đến sự kiện thứ ba chính là bạn thấy bạn đang ở trong một khoảng sân rất là rộng. Ở đó có một cái cây to và có một sư thầy giảng đạo. Bạn ngồi với bạn nghe, bạn thấy một mình bạn à. Thì thầy giảng là lúc trời 4-5 giờ chiều. Và bạn ngồi nghe, tâm của bạn nó an nhiên lắm. Ngồi nghe cho đến khi trời sáng. Xong rồi bạn giật mình trong mộng á. Bạn nhìn lên, ở chỗ cái dưới cái tán cây đó, thầy đó mất tiêu rồi, chỉ còn một mình bạn ngồi nghe thôi. Bạn lại giật mình tiếp là bạn thức ở bên ngoài. Là bạn tỉnh đến hai lần luôn. Và bạn lại lặp đi lặp lại cái giấc mơ này. Rồi bạn không biết là tại sao cứ nghe cái thầy đó giảng là bạn muốn ngồi nghe hoài thôi. Thì đến sự kiện thứ tư. Cái đợt đó là bạn áp lực cái việc học tập, bạn stress cực kỳ luôn. Và có cái gì đó nó cứ thôi thúc là bạn muốn tự tử. Hôm đó là ăn cơm xong đến buổi trưa, bạn nghĩ trong đầu nè, hôm nay sẽ là cái buổi ngủ cuối cùng của mình, ngủ trưa. Thì hôm sau, ngày mai, đúng giờ này luôn, mình sẽ cắt cổ tự tử. Bạn nghĩ vậy luôn đó. Thì lúc mà bạn nằm, bạn ngủ nha, bạn thấy là có một người phụ nữ đâu độ 35-40 và có một cậu bé. Người phụ nữ này và cậu bé đang đứng trước nhà. Sau đó người phụ nữ này giơ tay lên tát một cái vô mặt cậu bé này, khiến cho cậu bé đó bị sụi bàn chân á mọi người, quỳ sụp xuống luôn. Người phụ nữ này la cậu bé rất là nhiều. Và cái câu bạn nhớ nhất là: ở dưới đó con đã nỗ lực rất là nhiều rồi, tại sao lên đây con lại muốn bỏ cuộc như vậy? Và người phụ nữ này á nói những cái lời mà kiểu động viên, và nhưng mà cái ngôn từ nó hơi ác liệt một xíu thôi. Và cậu bé này bị tát nha, chỉ cúi mặt xuống khóc thôi à. Sau đó là bạn giật mình tỉnh giấc. Thì mặc dù trong giấc mơ cái người này nói rất là nhiều, nhưng bạn chỉ nhớ như in cái câu là: ở dưới con đã nỗ lực rất là nhiều, tại sao trên đây con lại muốn bỏ cuộc như vậy? Ở dưới và trên đây, bạn cứ suy nghĩ về cái giấc mơ đó. Có lẽ nào cái người phụ nữ nói ở dưới tức là ở dưới âm phủ, còn trên đây tức là ở trên trần gian. Cứ lặp lại giấc mơ như vậy thì bạn lại có một cái động lực, một cái động lực ở đâu đâu á. Rồi nó thôi thúc bạn cố gắng học tập, bạn nỗ lực giải quyết những cái vấn đề bạn đang gặp phải. Thế là cuộc sống trở về an nhiên. Thì sau một khoảng thời gian dài từ khi mà mơ thấy người phụ nữ và chàng trai đó giải quyết hết những cái vấn đề gặp phải, không còn thấy nữa. Thì cái đợt đó em bạn có chia sẻ bé chuẩn bị thi chuyển cấp. Hôm đó luôn, bạn mơ thấy cô của bạn chở bạn đi đến một ngôi đền. Và ngôi đền này cũng tầm tầm thôi, không phải là quá bự, quá khang trang. Nhưng mà khi vào đền nha, thì bạn có xin cô bạn 5.000 để làm công quả. Cái bạn đi tham quan xung quanh xong bạn vào chính điện. Thì bạn thấy một cái tượng Phật hay là tượng Thánh Mẫu gì đó, mà tượng to lắm. Xong đó bạn không biết cách vái. Thì bạn nhìn xung quanh, bạn thấy có một cái ông lão. Ông lão này nhìn hiền hậu lắm, đứng phía sau chỗ bức tượng á. Thì bạn hỏi ông cách khấn, cách vái.
Sau đó ông bước ra, ông tận tình chỉ cho bạn cách khấn cách vái. Thì không biết các bạn có cách khấn cách vái như thế nào. Có những người là để cái này chỉ ở đây nè, thì từ cái này là từ tâm á mọi người, thành tâm. Người có người cúi xuống là vừa chỉ cho tâm và vừa để cái này cho trán luôn. Thì các bạn làm theo cái cách người lớn trong gia đình của các bạn chỉ, có khi đó là cách khấn mà nó hiệu ứng, nó nghiệm bề trên người ta phù hộ. Người có người nói là khấn á, ngước mặt cao lên thành tâm thì bề trên người ta thấy cái mặt người ta mới phù hộ. Còn có người nói rõ ra địa chỉ nhà luôn, nhưng mà tốt nhất là đừng có nói, tại vì thường là trong chùa sẽ có những cái vong gửi vô nữa, nên mình chỉ ngước mặt lên khấn thôi. Thì bạn khấn xong, không phải là khấn tiền bạc, là khấn sức khỏe thôi. Sau đó bạn giật mình tỉnh giấc, rồi tiếp đến là bạn cứ mơ về cái đền hoài luôn mọi người, và chỉ là cái đền đó thôi nha, chứ không phải là đền khác. Tới bây giờ bạn vẫn còn mơ, thứ nhất là đền nè, rồi tâm linh nè, ma quỷ nè. Có đợt á bạn ngủ á, bạn thấy người bạn được nhấc bổng lên, được hút bởi cái luồng sáng nữa. Bạn nói là không biết bạn có thật sự là người có căn hay không. À, bạn nói có một cái sự kiện nữa là bạn thường xuyên thích đi chùa, thích nghe giảng đạo và thích Phật pháp nha. Thì theo mọi người nghĩ bạn này như thế nào? Bạn nói là sao, bạn linh tính là giống như bạn là người có căn vậy ta, kiểu như căn đi tu á mọi người. Đây là câu chuyện xảy ra hơn chục năm trước. Người trải qua câu chuyện này á chính là mẹ của Quế Anh. Mẹ kể cho Quế Anh nghe, thời đó là ba mẹ mới lấy nhau thì cũng có căn nhà để ở, nhưng mà không phải ở vùng thành thị mà là ở vùng nông thôn. Do đó xung quanh rất là thưa nhà, và đa số nhà là cây cối không à, tối 6-7 giờ là đã ngủ rồi. Thì mới cưới nhau, thấy bố hay đi ra khỏi nhà lúc khỏi giường lúc ban đêm á, 5-10 phút sau mới vào. Thì một khoảng thời gian sau phát hiện ra bố có thói quen hay đi tiểu đêm, thì mẹ cũng quen dần với điều đó. Nhà bạn là bên đạo Chúa nha mọi người. Có cái hôm đó bố đi tiểu đêm, bố thức giấc á, xong rồi xuống giường mà xưa là kiểu giường cây á mọi người, cái nghe cọt kẹt kẹt thì biết là bố đi tiểu rồi đó. Nhưng mà bố vừa bước xuống thôi thì có ai nhảy lên ngay lập tức luôn. Mẹ mới bất ngờ, khác thường ngày quá, giật mình quay qua thì mẹ thấy rằng á trần dần nguyên một người đó luôn, mà không phải bố bạn, ông bộ đội. Lúc mẹ quay qua thì còn kêu chồng của em nè. Trời đất ơi, lúc mà ông đó nói cái câu đó ra là da gà da vịt của mẹ nó nổi hết trơn nha. Tưởng biến thái nhưng không đâu, vong đó mọi người. Tại vì mẹ thấy là mặc dù là giống bộ đội nhưng mà có thể nhìn xuyên qua. Cái mẹ mới kêu ông Điêu, chồng tôi mới đi tiểu bên ngoài rồi. Cái xong ông đó nhìn mẹ cười và kiểu tính đè mẹ. Thì lúc này á nghe tiếng mở cửa một cái, bố bước vào thì mẹ nhìn lại không thấy ổng nằm kế bên nữa. Hồi đó ơi, mẹ ngồi dậy mẹ kể cho bố ngay. Sau đó là vẫn ngủ bình thường nha. Thì có bố nằm kế bên á, ngủ một mạch đến sáng luôn. Từ cái hôm đó, cái đêm đó đến dạo sau là ngủ trưa, ngủ tối mẹ đều bị đè hết. Thì mẹ có dùng một số biện pháp nhân gian, cái cũng hết, bà giảm dần á. Nhưng mà cái đợt đó là sắp Tết, nhà dọn dẹp. Thế là không biết là mẹ quên hay sao, mẹ đem những cái biện pháp nhân gian đó để ở đâu. Tối cái gia đình của bạn có đọc kinh, thì bố đọc dài dòng hơn mẹ, mẹ đọc nhanh, đọc sớm. Cái mẹ đi vào ngủ, thì gia đình bạn không có thủ tục đón giao thừa. Bố ngoài còn đọc kinh, mẹ bước vào vào phòng á, mẹ ngủ. Thì vừa vào nằm chợp mắt thôi, mở mắt ra. Lúc này ổng không đè nữa nha, không đè nữa mà ổng bay phập phờ ở ngoài mùng với mọi người. Ổng bay phập phờ nè. Mẹ nói nha, khi mà bố mở cửa bước vào á, là không có ổng nữa. Khi bố vào mùng nha, bố nằm bố ngủ rồi á, ổng tiếp tục bay ở bên ngoài. Mọi người thấy kinh không? Mẹ nói đêm đó mẹ sợ, mẹ nhắm mắt vậy nè, mẹ thức đến sáng luôn. Thì có thể là mẹ đã kêu bố rồi, nhưng mà có một số trường hợp là cái người kế bên mình á kêu hoài tán luôn, cũng không thức nữa, ngủ say ngủ mê man y chang đánh thuốc mê vậy đó. Thì hôm sau mùng 1 Tết thôi, giữa trưa sau khi tiếp khách này kia xong á, mẹ mời mời các gia sứ về á, rắc nước thánh, rắc hết luôn người xung quanh nhà nữa, là từ đó không có thấy nữa nha. Một khoảng thời gian sau mẹ nói với quý anh á là mẹ phát hiện cái vong đó là ở trong nhà mình luôn, mà cái xác của ông đó đó hồi xưa không biết là ông bị chôn
hay là ổng mất ở chỗ đó, là lắp ngay cái vị trí ở dưới giường của bố mẹ luôn, nên ổng ở trong nhà cho dù nhà có thờ chúa này kia ổng vẫn vào được. Câu chuyện này á mình nhặt được trong quá trình đăng cái tấm ảnh lên Facebook và các bạn bình luận vào. Bạn Trang kể rằng á hồi xưa ba nói với hai anh em rằng đứa nào mà không ngủ á thì sẽ bị ma vú dài đút sữa cho bú. Thì sữa đó là sình non, là cất trâu lặn chứ không phải là sữa giống như sữa mẹ hoặc sữa uống đâu. Thế là tối nào hai anh em cũng dành nhau ngủ chứ á, và thường là dành nằm trong, nghĩ rằng người nào nằm ở bên ngoài á, nằm phía trước đây nè sẽ bị đút trước không à. Mình thấy nha, hình như là tuổi thơ của bạn nào cũng gắn liền với con ma này hết. Và mấy bạn nói là lớn rồi biết là nó không có thật, mà một số người lớn người ta kể là có thật á. Theo mọi người, ma này có thật không? Thì theo một loại ma mà gắn liền với tuổi thơ với mọi người nữa, ở chỗ mình đó nha, nó là ma lai trút ruột, là chỉ có cái chùm ruột, cái đầu á, bay vòng vòng ban đêm để kiếm ăn thôi. Thường loại ma lai này á, sẽ ăn những cái thứ hôi thối. Mình nghe người lớn bảo là giống như ăn mấy cái bộ đồ lòng của con gà này con kia, hoặc là ăn phân á mọi người, hoặc là ăn rác nữa. Thì chỉ nghe kể thôi. Hồi xưa có một hai cái bộ phim về ma lai gút ruột mà là của Thái Lan á, và nghe đâu á những người mà luyện bùa thì sẽ bị đạo quả nhập ma rồi trở thành ma lai rút ruột. Đó là những cái lời truyền miệng của nhân gian thôi. Mọi người đã nghe những câu chuyện về loài ma gắn với tuổi thơ của mình như thế nào? Hãy chia sẻ phía dưới nha. Cuối cùng thực hiện xong lời hứa gây những câu chuyện tâm linh cho mọi người nghe rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cuối video nha. Bye bye, hẹn gặp vào tập sau. Và hôm nay thì mình đi học và đi chuẩn bị đi thi nữa.